28 tháng 3, Đài Loan lại thêm ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm thành 100, đa số lây từ nước ngoài, mà nguồn lây nhiễm đều đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Vì vậy, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tuyên bố, đối với người nước ngoài chưa có thẻ cư trú, chứng nhận vì hoạt động công vụ hay kinh doanh theo hợp đồng, nếu không thuộc diện trên, tất cả đều dừng nhập cảnh Đài Loan. Và cho dù là người nước ngoài hay công nhân trong nước khi nhập cảnh đều phải thực hiện kiểm dịch tại nhà trong 14 ngày. Thực tế, vào sáng nay, khi ông Trần Thời Trung đến Ủy ban Phúc lợi Xã hội và Môi trường Y tế của Viện Lập pháp báo cáo nghiệp vụ cho biết, hiện Đài Loan vẫn chưa nghĩ tới việc ban bố lệnh khẩn cấp. Nhưng trước tình hình dịch bệnh vô cùng gay gắt, số ca tại bản địa lại tăng mới 2 ca, số ca lây từ nước ngoài cũng tăng nhanh thành 71 ca, hai tuần nay sẽ là thời kỳ nguy hiểm. Bộ Y tế và Phúc lợi nhấn mạnh, đối với hành khách trước khi lên máy bay, đa số sẽ phải điền thông tin chứng nhận sức khỏe online. Đợi khi làm thủ tục nhập cảnh, sẽ đồng bộ chuyển đưa thông tin đến cơ quan dân chính và cơ quan cảnh sát, tận dụng hệ thống công nghệ để nhanh chóng gắn kết việc cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà, nối tiếp ở phần sau, rút ngắn khoảng thời gian thực hiện. Một sinh viên học ở trường quốc lập miền Nam ngày 17 tháng 3 sau khi từ Đức trở về Đài Loan được nghi nhận nhiễm COVID-19. Thời gian này anh đã đi ăn cùng với hai bạn cùng trường nên gián tiếp ảnh hưởng tới 110 thầy trò trong trường đều bị đình chỉ tới trường. Hiện lại có tên một nữ thạc sĩ theo học ở một trường tại Đài Nam khác từng tiếp xúc gần với người này nên cũng được yêu cầu cách ly tại nhà. Có tất cả 39 học sinh và giáo viên phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đã nâng cao mức độ cảnh báo du lịch đối với 19 quốc gia tại châu Á lên cấp độ 3, trong đó bao gồm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines là những quốc gia xuất khẩu lao động di trú chủ yếu sang Đài Loan. Để tránh việc lao động di trú trở thành lỗ hổng phòng dịch kể từ ngày 19 tháng 3, đối với những người lao động đến từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, sau khi nhập cảnh cần phải thực hiện quy định kiểm dịch toàn diện tại nhà. Bộ Lao động đã đưa ra quy định mới đối với lao động di trú, khuyến khích chủ sử dụng tiếp tục tuyển dụng khi hợp đồng mãn hạn, tiếp tục giữ lại người lao động làm việc trong cùng đợt. Còn đối với người lao động nước ngoài đã sắp tới thời hạn về nước, Bộ Lao động cũng đưa ra biện pháp co giãn trong thời gian diễn biến dịch bệnh. Chủ sử dụng có thể gia hạn mỗi lần 3 tháng, giữ chân lao động ở lại làm việc. Đối với người lao động đang làm việc theo dự định được nghỉ phép về nước, đề nghị tạm hoãn ngày về. Nếu vẫn kiên quyết về nước, trong thời gian diễn ra dịch bệnh sẽ không được phép trở lại Đài Loan. Ngoài ra, chủ sử dụng xin cấp phép thuê lao động, đăng ký visa cho lao động, cần phải đưa ra kế hoạch kiểm dịch tại nhà cho lao động di trú. Bộ Lao động kêu gọi chủ sử dụng và công ty môi giới trước khi tiếp nhận người lao động nước ngoài, vì trước tiên phải chuẩn bị sẵn nơi kiểm dịch tại chỗ, sau mới đón tiếp người lao động. Bằng không thì khoảng thời gian nhập lao động, tránh việc bị xử phạt vì không chấp hành đúng quy định. Ngày 17 tháng 3, lãnh đạo của Liên minh châu Âu đồng ý thực thi tạm thời lệnh cấm biên giới. Trong 30 ngày tới, sẽ cấm người nước ngoài nhập cảnh vào khối. Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu thực hiện lệnh đóng cửa biên giới với quy mô lớn. To limit the spread of the virus globally, we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days. Ngày 17 tháng 3, tại Tây Ban Nha có tổng số ca nhiễm vượt hơn 10.000 ca, đạt gần 500 ca tử vong. Theo nguồn tin của AFP, một viện dưỡng lão ở Madrid bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng, làm cho 70 người cao tuổi bị nhiễm bệnh, ít nhất có 15 người tử vong. Số ca nhiễm virus ở Italy đã vượt hơn 30.000 ca, hơn 2.500 ca tử vong. Toàn quốc không những tiếp tục bị phong tỏa và còn đối mặt bài toán khan hiếm nguồn hỗ trợ y tế. Ngày 16 giờ địa phương, một quốc phòng Mỹ xác nhận có 37 người nhiễm virus, đã khẩn cấp cho cách ly Bộ trưởng Quốc phòng và Thứ trưởng, đồng thời sàng lọc những nhân viên từng tới thăm Bộ trưởng. Cùng ngày, 6 quận và thành phố Berkeley, kể cả San Francisco ở Bắc California, cũng ban bố lệnh mới, yêu cầu người dân phải ở trong nhà. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 tới ngày 7 tháng 4, sẽ gây ảnh hưởng cho khoảng 70 người.